보내겠습니다. 대표가 혁명강군은 이제 신들이 과연 계량을 쌓은 간증에도 없습니다. 저것만 봐서 그래도 새끼 잡아 지금 방해해버리고 유기세로 하였다는 땅을 완전히 당하고 말았습니다. năm 1988, súng trường tấn công kiểu 88, biến thể của AK-74 của Triều Tiên ra đời, trang bị số lượng lớn cho chiến sĩ đặc nhiệm, lực lượng cảnh vệ và một số sĩ quan trên chiến trường. Súng có phiên bản mạc chrome cho chiến sĩ ưu tú hay cảnh vệ chủ tịch. Quân đội Triều Tiên được nói là đưa vào súng trường TAP-88 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Nó tương tự như khẩu AK-74 thời Liên Xô, với một điểm khác biệt chính. Đó là băng đạn xoắn rất khác thường, mang được số đạn nhiều gấp 5 lần so với băng đạn 30 viên thông thường. Trong 60 năm qua, Quân đội Nhân dân Triều Tiên KBA đã liên tục được xếp hạng là một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới. Quy mô và sức mạnh của KBA đã thay đổi theo thời gian và không được công bố rộng rãi. Nhưng ngày nay được cho là ước tính có khoảng 1,2 triệu quân nhân, gồm cả nam giới và phụ nữ. Phần lớn lực lượng KBA thuộc về lục quân, còn không quân và hải quân thì đứng thứ hai và thứ ba. KBA được Liên Xô huấn luyện và trang bị từ cuối những năm 1940 và nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Giống như hầu hết các nước thuộc phe cộng sản, Triều Tiên đã sản xuất và trang bị phiên bản AK-47 của riêng mình. Bản thân AK-47 đã trở thành súng trường tấn công TAP-58, trong khi AKM cải tiến trở thành súng trường TAP-68. Cả hai loại súng này đều sử dụng đạn 7 ly 62-39. Đơn giản hóa đáng kể công tác hậu cần và Triều Tiên chỉ phải dự trữ một loại đạn với số lượng lớn hơn. Theo nhà sử học vũ khí nhỏ Edward Clinton Azell, súng trường được sản xuất tại các nhà máy sản xuất vũ khí nhỏ số 61 và 65 của Triều Tiên với tốc độ là 150.000 khẩu trong một năm. Súng trường tấn công mới nhất của Triều Tiên là TAP-88, hay còn gọi là kiểu 88. Đây là bản sao của súng trường tấn công AK-74, có ưu điểm chính so với AK-47 là sử dụng đạn 7 ly 45 nhỏ hơn, nhẹ hơn. Không rõ chính xác khi nào mà AK-88 được thông qua, nhưng việc chỉ định số series trong trường hợp này có thể cho biết năm áp dụng là năm 1988. Loại súng trường này là súng chủ yếu trong các cuộc diễu binh của quân đội Triều Tiên và thường xuyên được nhìn thấy trong tay các lực lượng đặc nhiệm quân đội Triều Tiên và vệ sĩ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Là một bản sao của AK-74, hiệu suất của TAP-88 có thể giống với các loại súng trường nguyên bản của Liên Xô và bây giờ là của Nga. AK-74 dài khoảng 94 cm. Mặc dù súng của Triều Tiên có thể có bán súng hoặc không, và chiều dài tổng thể ngắn hơn để phù hợp với binh lính Triều Tiên, thấp và nhỏ hơn. Độ dặn và trọng lượng nhẹ hơn của đạn 5 ly 45 so với đạn 7 ly 62 có thể được coi là một bước tiến. AK-74 nặng 2,5 kg và có tốc độ bắn khoảng 600 đến 605 viên trên phút. Không giống như những khẩu AK được làm bằng thép xanh kết hợp với gỗ, AK-88 có bề ngoài màu đen, có thể là một đặc điểm thẩm mỹ nhằm mang lại cho nó vẻ ngoài hiện đại giống như Daewoo K2 của Hàn Quốc và M4A1 carbine của Hoa Kỳ. Tỷ lệ AK-88 trong quân đội Triều Tiên là điều chưa rõ, mặc dù những khẩu súng trường tấn công trước đây của Triều Tiên được sản xuất với số lượng lớn. Nhưng sự sụp đổ của nền kinh tế Triều Tiên vào những năm 1980 có lẽ đã làm chậm quá trình sản xuất. Không giống như K-58 và K-68, Bình Nhưỡng dường như không sản xuất K-88 để xuất khẩu. Phiên bản này có lẽ đã được sản xuất để trang bị cho 200.000 lính đặc nhiệm, bao gồm các lữ đoàn bắn tỉa của lục quân và hải quân, các đơn vị lính dù, lữ đoàn bộ binh hàng nhẹ và các đơn vị biệt kích, và có lẽ là các đơn vị bộ binh cơ giới. Do kinh tế khó khăn và sự chuyển hướng ngân quỹ sang chương trình hạt nhân hỗ trợ phục vụ chiến đấu, các binh sĩ khu vực hậu phương khác cũng như quân dự bị gần như chắc chắn vẫn mang theo súng trường K-58 và K-68.